D A A là C B. Mì ba mì tôm chua cay lấy nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Khi mình nhìn vào tấm hình, mình sẽ để ý từng cái nhà ở trên đó, hoặc mình để ý một vài con đường, hoặc một vài cái công trình đặc biệt ở trên đó. D A A là C B. Có những hình á là trưng ngược chiều để mà gây nhiễu, gây khó cho mình á, nên khi đến những cái tấm hình như vậy mình mất thời gian rất là lâu, mình phải nghiêng qua nghiêng lại để mình có thể nhận diện được ở đó ở đâu. Đâu ba? Cái áp lực thứ hai nữa đó là sân khấu, ánh đèn chiếu vào với lại khán giả nữa, làm mình cũng cảm thấy là lo lắng. Với đề của giám khảo Tóc Tiên á, thực sự là mình cảm thấy rất là hồi hộp. Mình sợ, có nghĩa là cái thử thách này á, mình sẽ không có làm được. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V-Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Đón xem Bếp Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V-Channel. Xem siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần đầu tiên trên Vion. True Beauty, vẻ đẹp đích thực, phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.